Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe. Thì tôi cũng xin chia sẻ thật thật với quý vị và các bạn, chiếc xe này là của một anh bạn tôi. Anh bạn tôi vừa mới đổi xe, vừa mua một chiếc xe Everest, cho nên là nhờ tôi bán hộ chiếc xe này các bạn nhé. Cho nên là tôi cũng không làm cái gì cả, đến rửa tôi còn không rửa cơ, còn bẩn nguyên, tất cả bên trong cũng chưa có dọn dẹp gì cả. Tôi đang lên để tôi bán hộ. Đấy, trong cái thời gian tôi bán hộ khoảng 1 tháng, nếu như 1 tháng này mà tôi chưa có ai, chưa có khách mua, thì lúc đấy giờ tôi mới bắt đầu bỏ tiền ra tôi mua. Còn bây giờ là tôi đang bán hộ anh bạn tôi các bạn nhé. Đấy, đó là một chiếc xe Ford Escape. Đấy, phiên bản XLT. Phiên bản XLT này là cái phiên bản 3.0 số tự động các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2004, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh được 16 vạn km rồi các bạn nhé. 2004, một chủ từ đầu các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì tôi đang bán hộ, cho nên là tôi cũng không có dọn dẹp, không có rửa ráy và cũng không có sơn gì cả đâu các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì tôi cũng giới thiệu cho quý bạn nhé, là chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 99 triệu đồng các bạn ạ. Đấy là cái giá mà bạn tôi đưa ra để bán. Còn nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu thì đến cửa hàng tôi có thể gặp trực tiếp chủ xe để thỏa thuận về cái giá. Còn sau 1 tháng mà tôi chưa bán được chiếc xe này cho bạn tôi thì lúc bây giờ tôi sẽ bỏ tiền ra tôi mua, thì lúc đó giá cả có thể lên hoặc xuống, tôi sẽ điều chỉnh sau các bạn nhé. Đấy, nhìn về bên ngoài của chiếc xe này thì cũng xước sát tương đối là nhiều, vì là chưa có làm gì cả, chúng tôi chưa làm gì cả. Hơn nữa là với những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì không thể tránh được cái việc xước sát đâu các bạn nhé. Đấy, nhìn về bên ngoài là ưng nhất là cái dàn lốp các bạn ạ. Đấy, cũng phải chia sẻ, đi mua một chiếc xe cũ vài, nhất là những chiếc xe vài chục triệu. Đấy, về mà thay một cái dàn lốp này là cũng rất nhiều tiền đấy. Như dàn lốp này còn rất đẹp đấy các bạn này, cả dàn lốp còn rất mới, rất đẹp luôn. Đấy, dàn lốp đều rất đẹp, có lẽ là nhìn bên ngoài là ưng nhất mỗi dàn lốp. Nhìn bên ngoài thì chắc chắn là ưng được mỗi dàn lốp thôi này. Phiên bản này là phiên bản 3.0 V6 các bạn nhé, đi rất là khỏe các bạn nhé. Đấy, bên ngoài thì nhìn ưng nhất là cái dàn lốp này thôi. Còn xước sát cũng tương đối, nếu như với một chiếc xe mà những người bỏ ra mấy chục triệu thì chiếc xe này cũng quả là cũng đáng để đi các bạn ạ. Chỉ mấy chục triệu thôi, bằng một chiếc xe SH là chúng ta có thể đi một chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi cả gia đình rồi các bạn nhé. Đấy, bên trên thì có giá nóc rất là khỏe, và chiếc xe này còn có cả bộ giá nóc để nằm ở trên cơ, để đồ nữa cơ các bạn nhé. Tôi không chằng đi, nên tôi đang để quay thì như này thôi. Đấy, nhìn về bên ngoài cũng tương đối là đẹp rồi. Bên trong đâu các bạn xem này, chưa có dọn dẹp gì cả, còn bẩn nguyên các bạn nhé. Cơ bản là tất cả là nó chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Keo chỉ máy móc các thứ là còn nguyên bản này. Đấy, vô lăng là 16 vạn này các bạn này. Đấy, đồng hồ 16 vạn này. Đã bọc trần rồi. Đấy, bọc da trần rồi. Ghế này, bên kia là cái ghế của trẻ em, nhà có con nhỏ cho nên là bạn ấy để cả cái ghế trẻ em luôn, chưa bỏ ra. Mua được xe mới, vui quá, đi luôn xe mới về nhà còn chưa dọn đồ sang nữa. Đấy. Đấy. Còn bẩn nguyên, chưa có dọn dẹp thế nào các bạn nhá. Đấy, bạn này là bạn ấy đi về cái là có xe mới, cái là nhảy lên xe mới đi luôn, chưa dọn, chưa rửa, còn nguyên bản các bạn nhá. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi bước lên xe để xem với chiếc xe 99 triệu thì được trang bị những cái gì thì các bạn thấy đây ạ. Đấy, số tự động các bạn nhé, màn hình Android. Bây giờ tôi sẽ nổ máy lên cho các bạn xem. Đấy, tôi đã nổ máy lên rồi các bạn nhé. Màn hình Android xịn rồi, cả một bầu trời công nghệ đã có ở trong một chiếc xe Escape 2004. Đấy, 4x4, 2 cầu ạ. Đấy, 2 cầu đấy các bạn ạ, đi rất khỏe. Đối tượng này đã mang khí nguy hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao 16 vạn các bạn nhé. Rất là đẹp. Bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt cái điện đi, tôi ra ngoài để tôi giới thiệu cho quý vị các bạn những cái phần bên ngoài các bạn nhé. Giấy tờ đây này, giấy tờ để cả đây đầy đủ. Đấy, tôi cho quý vị các bạn xem nhé. Đây là giấy tờ này.
đăng ký này. Một chủ từ đầu đệ 29U4554 biển gánh này. 2004 này. Đăng ký tháng 5 năm 2004 này. Đấy. Sổ đăng kiểm đây. Sổ đăng kiểm 204 luôn các bạn nhé. Sản xuất tại Việt Nam 204. Dung tích 2967 tức là 3.0 đấy. Đấy. Đăng kiểm 14 tháng 4 năm 2024. Đăng kiểm còn hạn luôn các bạn nhé. Đấy. Chỉ 99 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 5 chỗ ngồi rất đẹp này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, cốp sau này cũng còn nguyên đồ đạc, chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, còn nguyên đồ chưa dọn dẹp gì cả. Cơ bản là còn nguyên là những cái ốc này này. Ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau này là còn nguyên này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Nội thất đằng trong này. Chiếc xe này thì dọn đi là rất mới đấy các bạn nhé. Đây, chưa dọn dẹp gì đây chứ không bị xước xát gì đâu. Cái này là chỉ bẩn thôi. Chứ đằng sau này, quý bạn xem những cái nhựa này. Rất mới này. Đấy, rất là mới đây. Những cái này là vết bẩn nhé. Dọn chiếc xe này lên là rất đẹp. Nhưng chúng tôi chưa có dọn rửa đâu. Tôi bán hộ thì tôi cứ vậy tôi đang đã. Còn lúc nào mà tôi xuống tiền rồi thì tôi sẽ làm đẹp. Đấy. Táp bi cánh cửa phía sau. Đấy, cũng còn nguyên bản hết này. Chưa có bị đâm va gì cả đây nhá. Những cái phần nhựa đây các bạn xem này. Nó mới như này đây này, dọn đi nó rất đẹp, đây là chưa dọn ra bẩn không. Ghế da thì đã làm lại rồi này. Trần da cũng làm lại rồi này. Đấy. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết luôn. Đấy, ghế của trẻ em, đấy, ghế nhà có con nhỏ cho nên để nguyên ghế này, chưa thử là tháo về. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe 2004. Đấy mà bây giờ giá thì có 99 triệu đồng thôi. Quý vị các bạn đã có ngay một chiếc xe số tự động 5 chỗ ngồi, 2 cầu. Chiếc xe này mà chạy kể cả chạy đường rừng núi các thứ cũng đều rất là tốt các bạn nhé. Phiên bản 2 cầu thì các bạn yên tâm luôn. Đấy, rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Escape 2004 này là một cái khối động cơ xăng V6 này với dung tích là 3.0, động cơ DOHC 24 van V6 3.0 lít các bạn nhé. Đấy, rất là khỏe, dẫn động bằng 2 cầu. Đấy. Và đây các bạn xem này, một chiếc xe mà chúng tôi không có dọn dẹp gì cả đây mà nó còn mới, còn đẹp như này đây các bạn này. Đấy, những cái này nhá. Dọn đi là nó rất đẹp đấy các bạn nhá. Chưa dọn dẹp mà nó đã như này rồi này. Đấy, chưa có dọn dẹp gì cả các bạn nhá. 2004 lăn bánh 16 vạn. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi chưa chia sẻ rồi đấy ạ. Tôi còn đang bán hộ cho nên là tôi chưa có dọn dẹp gì cả đâu các bạn nhá. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn các bạn ạ. Những cái phần dỉ này chẳng qua là do chuột nó hay đi vào đây nó đái ra là nó dỉ thôi, chứ còn là chưa vấn đề gì cả các bạn ạ. Đấy, tất cả những con ốc này. Đấy các bạn xem rất đẹp luôn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Ford Escape sản xuất năm 2004, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu, phiên bản 3.0, số tự động, 2 cầu các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 99 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Escape 2004 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip,
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.